Em chào các bác nha. Hôm nay em này hướng dẫn cho các bác sử dụng cái con máy 2 trong 1, vừa có chức năng lọc không khí lại vừa có tính năng hút ẩm của sáp nhá. Đấy, con này là 2 trong 1 đấy. Thì mã của nó là đây, mã của nó là sáp CVEF120 nhá. Đấy, là hút ẩm 12 lít các bác ạ. Bản chất nó là một cái máy hút ẩm, nhưng mà đằng này nó tích hợp thêm một cái màng để lọc không khí. Thì nó cũng như là các cái màng khác thì gồm có màng than hoạt tính. Đấy, màng HEPA, đấy, màng HEPA, màng than hoạt tính. Thì bình thường nó hoạt động như là một chiếc máy hút ẩm, máy lọc không khí. Đấy, khi mà nó bật cái tính năng hút ẩm hay là tính năng lọc quần sấy quần áo lên thì là nó trở thành cái máy hút ẩm. Rồi, cái máy hút ẩm này thì là công suất của nó là 300, đây ạ, 290W, còn ở chế độ sấy quần áo là 310W, còn bình thường nó ở chạy ở 290W các bác nhé, rất là tiết kiệm điện. Đấy, và chế độ hút ẩm, chế độ sấy quần áo của nó đạt công suất là 50W nhé, quạt của nó là 50W, đấy, nên là nó cũng khá là ổn. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác sử dụng nó luôn. Thì ở đằng này nó có một cái đèn báo chất lượng không khí này, hay là đèn báo độ ẩm này. Đấy, và đây là cái nút bật tắt ion, giống như các cái máy sáp bình thường nó sẽ tích hợp tắt bật ion ở đây. Tuy nhiên là đây là mình đang ở cái chế độ là cái chế độ full ion, thì là nó sẽ mặc định là tất cả là nó lọc bằng cái nó sẽ phát ra cái luồng ion cực kỳ là lớn. Đấy, thì nó sẽ phát ra như là con này là ion 7000 thôi. Đấy, thì nó có mấy cái chế độ. Đây, nếu mà các để như thế này thì đây là cái chế độ lọc không khí. Đấy, lọc không khí nhá. Tiếp theo, đến đây là chính là cái chế độ hút ẩm. Đấy, nó bật cái chế độ hút ẩm lên. Đấy, à đây là chế độ sấy quần áo, còn đây là chế độ hút ẩm. Đấy, thì nó sẽ bật cái block lên, các bác thấy không? Con này là khá là êm luôn, block chạy khá là êm luôn nhá. Đấy, độ ồn của nó rơi vào tầm khoảng 50 decibel thôi. Hẳn tầm đấy, đấy là mức lượng tai nghe. Hiện tại cái điện thoại đo độ ồn nó không còn ở đây. Bây giờ chỉ có một cái điện thoại thôi. Đấy, thì đây là cái chế độ hút ẩm, còn đây là chế độ sấy quần áo. Còn đây là cái chế độ là chạy phát ion. Đấy, nó chỉ phun ion vào trong không khí kiểu như là để khử khuẩn thôi. Đấy, thì bình thường mình sẽ chạy 3 cái chế độ này. Còn đây là chế độ quạt gió. Đấy, đây có một cái chế độ này chế độ tự động, còn 3 cái chế độ này là chế độ bằng tay. Đấy, đây là yếu nhất, trung bình, mạnh. Đấy, đây là mạnh nhá. Rồi, bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái chế độ này để lọc không khí là trung bình và mạnh. Còn sau khi mà không khí đã sạch rồi, bình thường là giống như là một chiếc máy lọc không khí thông thường, thì các bác sẽ dùng bật ở chế độ turbo mạnh nhất trong khoảng 1 giờ nếu mà phòng nhà bác rộng. Đấy, sau đó là các bác chuyển về chế độ tự động nhá. Rồi, đấy, còn đây là nút hẹn giờ để dùng cho cái chế độ hút ẩm nhé. Còn chế độ lọc sấy quần áo này thì khi mà độ ẩm dưới 30% thì nó sẽ 35% thì nó sẽ tự ngắt. Đấy, thì đấy là chế độ sấy quần áo. Thế còn hút ẩm thì chúng ta sẽ có thêm cái chế độ hẹn giờ này nữa. Tất nhiên là chỗ này cũng có hút ẩm tự động. Đấy, ví dụ như chúng ta để như này là hút ẩm tự động. Đấy, đây là chế độ tự động đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ tự chạy đến cái độ ẩm là dưới 55% thì nó sẽ dừng nhá. Đấy, hoặc là chúng ta có thể đặt hẹn giờ để nó tự tắt. Rồi, còn đây là cái chế độ đảo gió. Đây là đảo toàn phần, đảo 160 độ, tắt đi là không đảo nữa. Đây là đảo góc dưới, góc hẹp bên dưới, tức là thổi gió về đằng trước. Còn đây là đảo góc trên, là thổi gió lên trên. Đấy, ở đây là đảo toàn phần. Còn cái đèn này,
Cái đèn này là cái đèn khi nào mà cái đèn này nó sáng lên thì các bác phải đi đổ nước đi. Đấy, con này là hút ẩm và lọc không khí chứ không có bù ẩm nhé. Đấy, và đây là nút tắt. Đấy, nút bật đây. Đấy, nút tắt đây. Đấy, thì cái con này các bác lưu ý là cái cánh này này, nó nếu mà có trẻ con người kia thì nó rất là dễ bị. Các bác hạn chế để cho trẻ con nghịch thế thôi. Đấy, còn đây là có cái bình nước, bình nước để đi đổ nước thôi. Đấy, rồi ở đằng này cũng giống như là các cái máy khác thì máy hút ẩm khác thì nó sẽ có thêm một cái chỗ để mà cắm cái ống ở đây, để cái ống vào đây á là để dòng vào, để dòng ra thì đỡ phải kiểu như là đi đổ nước. Đấy, rồi hết rồi nhỉ. Đấy, tổng quan của nó thì khá là đẹp các bác ạ, khá là đẹp, sáp mà sáp thiết kế đẹp lắm. Thì các bác để trong phòng thì các bác lọc không khí thì các bác nhớ là để cách tường ra là 20 cm nhá, vì sáp ấy thì cái cửa gió lọc không khí ấy, thì cái cửa gió nó hút vào mặt sau. Chính vì thế các bác phải để cách tường ra 20 cm thì nó mới có hiệu quả nhé. Và tất nhiên rồi, hai bên là phải thoáng và cách tường 20 cm. Đấy là về nguyên tắc của nó nhé. Thứ hai nữa ấy, là các bác phải chịu khó vệ sinh cái màng này. Tất cả các cái máy của sáp thì cái màng này là màng lọc thô, nó đều lộ ra bên ngoài. Nên chính vì thế mà các bác phải thường xuyên đi vệ sinh, nếu không nó sẽ bụi ra. Bụi ra nó không tốt nhé. Đấy, nếu mà các bác dùng cái máy hút ẩm thì cũng ok, hút ẩm quá ok luôn. Đấy, rồi thì hôm nay em đã hướng dẫn cho các bác sử dụng cái con máy hút ẩm kiêm với cả lọc không khí của Sharp. Đấy, thì về cơ bản là em trải nghiệm thấy nó về tính năng lọc không khí khá ổn. Đấy, còn về tính năng hút ẩm thì khá ổn, còn tính năng lọc không khí thì nó cũng giống như các cái máy sáp bình thường thôi, nó cũng rất là ổn, nó cũng có ion, nói chung là đầy đủ, có cái là nó không có bù ẩm thôi. Đấy, nó không khí thì cái này sẽ dùng cho nhà các bác mà tính năng lọc không khí ấy, dành cho nhà các bác mà kiểu như là nhà nó thoáng, nó ít đồ kê thì được, chứ còn nhiều đồ kê thì nó không phù hợp lắm, bởi vì là tính năng lọc không khí thì cần phải để cách tường ra khoảng 20 cm, nên là nó gần như là nó khá chặt. Nếu mà nhà các bác chặt thì khá là khó kê đồ nha các bác nhé. Rồi, đấy là về cơ bản nó là thế. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Xin chào các bác.